Tô Đại sẽ rời ghế Bộ trưởng Công an để ngồi ghế Chủ tịch nước, tham vọng đã chấm dứt. Hai ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ đã dắt tay nhau ra đi, không kèn, không chống. Điều đó chứng minh Bộ trưởng Tô Lâm là một nhân vật đầy uy quyền, trong tay nắm giữ tàng thư nhúng chàm, với kho tài liệu lưu trữ những bí mật động trời, có thể buộc bất cứ quan chức nào từ cấp thấp đến cấp cao nhất phải ra đi. Điều đó khiến cho giới quan chức mỗi khi nghe danh Bộ trưởng Tô Lâm đều run như cầy sấy. Đó là lý do khiến người ta cho rằng Tô Lâm có quyền lực vô đối. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm. Nhưng trời bất dung gian, Tô Lâm vốn dĩ chẳng sạch sẽ gì. Ông có quá khứ với không ít bê bối như chuyện thịt bò rát vàng đã trở thành thương hiệu của ông, hay vụ công văn mật của ông trong đại án tham nhũng mobile phone MOAVG. Những vụ việc này sẽ mãi mãi là vết nhơ của ông, khó lòng gột rửa. Nhưng cũng chỉ là một vài ví dụ nhỏ về tội trạng của Tô Lâm mà thôi. Hiện nay đang có những đồn đoán về việc có một nghị quyết của Bộ Chính trị giao cho cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng kết hợp với cơ quan bảo vệ chính trụ nội bộ Trung ương dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, để điều tra về các sai phạm của Tô Lâm. Nếu những đồn đoán này là có thật thì rất nhanh số phận của Tô Lâm sẽ được định đoạt. Công luận nhận xét quân đội trước nay vẫn đứng ngoài mọi tranh chấp phe phái, nhưng dường như đã bắt đầu vào cuộc hoặc bị lôi kéo vào cuộc. Theo đó, Bộ Quốc phòng sẽ lật lại hồ sơ với ông Tô Lâm. Mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt Nam ồn ào bàn tán về một bài viết ca ngợi một doanh nghiệp có tên Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holding. Trang cafe.vn khẳng định tập đoàn này thuộc sở hữu của dòng họ Tô và là sân sau của Bộ trưởng. Đáng chú ý, bài viết trên đã bị gỡ ngay sau ít giờ. Nếu truy cập theo đường link thì nhận được thông báo bài viết không tồn tại. Tuy nhiên, trên mạng xã hội vẫn chia sẻ nội dung bài báo cụ thể như sau. Làng Xuân Cầu là nơi sinh của Tô Lâm, thuộc tỉnh Hưng Yên, được dùng làm tên của Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holding. Công ty này là một tập đoàn đa ngành được thành lập từ năm 2000, có trụ sở chính tại Hà Nội do 6 cổ đông tham gia góp vốn. Toàn là người của đại gia đình họ Tô ở Xuân Cầu với cơ cấu ông Tô Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên là em trai của Tô Lâm, nắm giữ 61,7%, bà Tô Thị Thu Hiền, em gái Tô Lâm, 16,1%, Tô Duy, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, con trai Tô Dũng, cháu gọi Tô Lâm là bác ruột, 11%, Tô Hổ Thu, con gái Tô Dũng, 7%, Bùi Quang Hiếu, 3% và cuối cùng là ông Nguyễn Hùng Mạnh, 0,2%, vốn điều lệ. Tổng trọng và Đại tướng Phan Văn Giang. Theo giới quan sát, tuy Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm không tham gia điều hành và không đóng góp cổ phần trong công ty của gia tộc họ Tô, nhưng người ta nghi ngờ rằng ông Nguyễn Hùng Mạnh, người đóng góp vốn thấp nhất là 0,22%, rất có thể là đại diện của Tô Lâm. Hơn nữa, Tô Lâm đóng góp cho gia tộc bằng quyền lực và sự bảo kê để công ty Xuân Cầu hoạt động thuận lợi. Theo kế hoạch đã định trước, vào ngày 20 tháng 5, Quốc hội khóa 15 sẽ họp kỳ họp thứ 7, trong đó có nội dung bầu hai chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội đang bỏ trống. Dư luận đồn đoán bà Trương Thị Mai sẽ ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội, còn Bộ trưởng Tô Lâm đang bị ép phải ngồi ghế Chủ tịch nước, dẫu ông Tô hoàn toàn không muốn. Có lẽ đó là lý do vì sao bà Mai tuyên bố không nhận chức Chủ tịch Quốc hội, thậm chí xin nghỉ ngay lập tức. Đó cũng là lý do khiến tin tức vụ bê bối đại án Đại Ninh ở Lâm Đồng lại nổi lên lúc này. Giới thạo tin bật mí bà Mai sợ ông Tô Lâm phật ý và nổi xung như đã từng làm với ông Vương Đình Huệ gần đây. Tuy nhiên, người tin mới đây cho hay bà Mai vẫn dứt khoát bảo lưu ý kiến, nếu bị ép vào ghế Chủ tịch Quốc hội sẽ xin nghỉ ngay lập tức. Do đó có khả năng ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ ngồi thay ghế này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình. Quan trọng hơn, đến lúc này ông Tô Lâm khó có thể thoái thác ghế Chủ tịch nước. Còn quá sớm để khẳng định cuộc đảo chính không tiếng súng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm coi như đã chấm dứt. Đổi lại, ông Tô Lâm nhận một chiếc vé vớt để tiếp tục có tên trong danh sách nhân sự lãnh đạo chủ chốt tại đại hội lần thứ 14. Đây có thể coi là một điều còn may mắn cho số phận của Tô Lâm. Tuy nhiên, sẽ không có gì đảm bảo một khi Bộ trưởng Phan Văn Giang chính thức ra tay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin hôm nay. Tô Đại sẽ rời ghế Bộ trưởng để ngồi Chủ tịch nước. Tham vọng đã chấm dứt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Bắt giữ Vụ trưởng Nguyễn Văn Bình, Thủ tướng lộ mặt đi ngược với quyền lợi của người lao động. Theo kế hoạch, nhà nước Việt Nam dự kiến trong năm 2024 sẽ phê chuẩn Công ước 87 của Liên Hợp Quốc về quyền tự do lập hội và bảo vệ quyền tổ chức. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Hà Nội cho rằng Công ước 87 được ký sẽ trở thành một cơ sở pháp lý quan trọng để Việt Nam xây dựng các văn bản pháp luật hướng dẫn một cách chi tiết về việc thành lập và hoạt động của các công đoàn độc lập. Ông Nguyễn Văn Bình. Tuy nhiên mới đây, vào ngày 6 tháng 5, Tổ chức Dự án 88, một tổ chức chuyên vận động nhân quyền cho Việt Nam tố cáo Công an Việt Nam đã bắt giam ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế thuộc Bộ Lao động và Thương binh Xã hội từ ngày 15 tháng 4 nhưng không hề công bố. Sau khi Project 88 tuyên bố, 3 ngày sau thì ngày 9 tháng 5, truyền thông nhà nước mới chính thức đưa tin về việc bắt giữ ông Bình. Phải chăng chỉ sau khi thông tin bị lộ thì công an mới chịu thừa nhận sự việc? Ông Nguyễn Văn Bình, 51 tuổi, tiến sĩ luật, thông thạo Anh ngữ, đã bị khởi tố theo Điều 337 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với tội danh cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước với khung hình phạt từ 2 đến 15 năm tù. Truyền thông quốc tế và các tổ chức quốc tế nhân quyền ngay lập tức bày tỏ sự lo ngại về vụ bắt giữ này. Vụ bắt giữ ông Bình diễn ra ngay trước thềm phiên điều trần của Việt Nam trước Bộ Thương mại Mỹ vào ngày 8 tháng 5 năm 2024. Theo giới quan sát sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định của Hoa Kỳ về việc có đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia có nền kinh tế thị trường hay vấn đề trong danh sách nền kinh tế phi thị trường. Theo Hiệp định Thương mại Tự do giữa châu Âu và Việt Nam, chính quyền Việt Nam đã đồng ý phê chuẩn Công ước 87 vào năm 2023, nhưng họ đã 2 lần trì hoãn. Hiện nay ở Việt Nam chỉ có một tổ chức công đoàn duy nhất là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nằm dưới sự điều khiển của Đảng Cộng sản. Công nhân Việt Nam tại ca làm việc. Trên cương vị Vụ trưởng Vụ Pháp chế, ông Bình được quốc tế ghi nhận có nhiều nỗ lực nhằm thúc đẩy quyền của người lao động Việt Nam. Ông Bình là người chủ trì cho các đề xuất như ban hành Bộ Luật Lao động 2019 của Việt Nam, phê chuẩn một số công ước cốt lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, trong đó có Công ước 98 về quyền tổ chức và thương lượng tập thể, Công ước về 105 về bãi bỏ lao động cưỡng bức. Ngoài ra, ông Bình đã nhiều lần tuyên bố về nghĩa vụ và trách nhiệm của chính phủ Việt Nam khi cho rằng không phân biệt đối xử là một tiêu chuẩn quốc tế mà Việt Nam đã cam kết, và đây là cam kết nằm trong thế hệ Hiệp định Thương mại Tự do mới. Phải chăng những tuyên bố về việc làm của ông Bình khiến nhà nước Việt Nam cảm thấy bị thách thức nên họ đã quyết định bắt giữ ông? Theo Tổ chức Dự án 88, vụ bắt giữ ông Nguyễn Văn Bình có liên quan đến chỉ thị 24, một chỉ thị mật của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về việc đảm bảo an ninh quốc gia và chống diễn biến hòa bình mới bị rò rỉ cách đây không lâu. Theo chỉ thị này, Bộ Chính trị đã ra lệnh cho chính phủ phải thắt chặt kiểm soát xã hội dân sự, nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ và thậm chí là cả việc công dân đi du lịch ở nước ngoài. Chỉ thị 24 yêu cầu chính phủ Việt Nam cho thí điểm thành lập một số công đoàn độc lập, nhưng khẳng định rằng mọi tổ chức công đoàn phải do nhà nước kiểm soát. Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính. Dự án 88 cho hay thời điểm bị bắt, ông Bình đang dẫn đầu nỗ lực phê chuẩn Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO để trình Quốc hội Việt Nam thông qua. Nếu được thông qua, công ước này sẽ đảm bảo quyền thành lập công đoàn độc lập của người lao động mà không cần sự cho phép trước. Việc công an bắt giữ ông Nguyễn Văn Bình cho thấy chính phủ đang nỗ lực nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa từ các chính phủ nước ngoài, hệ thống và các tổ chức xã hội dân sự độc lập và các tổ chức quốc tế về cải cách lao động. Điều mà giới lãnh đạo Việt Nam rất dè chừng, lo sợ sự ảnh hưởng của nước ngoài trong các hoạt động cải cách lập pháp và hoạch định chính sách phát triển. Công luận cho rằng việc bắt giữ ông Bình càng cho thấy chính phủ của ông Phạm Minh Chính đã coi các nhà cải cách là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Nhà nước Việt Nam vẫn luôn công khai phản đối công đoàn độc lập, nhưng vẫn hứa hẹn với các nước khác cũng như các tổ chức quốc tế để có thể ký kết được các hiệp định song phương và đa phương. Điều đó một lần nữa cho thấy nhà nước Việt Nam vì đảm bảo an ninh về chính trị cho chế độ nên sẵn sàng bỏ qua mọi lợi ích của người lao động nói riêng và toàn thể người dân Việt Nam nói chung. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin bắt giữ vụ trưởng Nguyễn Văn Bình, Thủ tướng lộ mặt đi ngược với quyền lợi của người lao động. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de